8bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em ngày hôm nay chính là trận đấu ở vòng 29 Ngoại hạng Anh giữa hai đội bóng Man City và Liverpool, diễn ra vào lúc 18h30 thứ Bảy ngày 11 tháng 4 trên sân vận động Etihad của đội chủ nhà. Với thắng lợi 1-0 ngay trên sân vận động của Crystal Palace, Man City đã nối dài mạch trận thắng của mình lên con số 3. Trong 3 trận này, họ chỉ thủng lưới một lần và ghi tới 7 bàn thắng. Nhìn rộng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã có 8 trận liền bất bại. Ở đấu trường quốc nội, thầy trò Pep Guardiola đã có 61 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Hàng công với sự xuất sắc của Haaland và De Bruyne vẫn đang nhả đạn đều đặn với 67 bàn thắng. Nhưng Rodri hay Bernardo Silva cũng đang thể hiện vai trò kết nối tuyến giữa tuyệt vời, chứng minh rằng họ cũng có thể tỏa sáng. Những gì mà Man City đang thể hiện khiến cho người hâm mộ The Citizens rất yên tâm khi đội bóng con cưng của họ chuẩn bị tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Sau khi đánh bại đối thủ truyền kiếp của mình tại Ngoại hạng Anh đó là Manchester United với tỷ số 7-0, Liverpool đã để thua thất vọng 0-1 trước Bournemouth. Thất bại này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp rơi xuống vị trí thứ 6 với 42 điểm và việc giành được chiếc vé tham dự UEFA Champions League đang dần xa vời hơn với họ, khi mà họ cần tới 6 điểm để leo lên top 4. Việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, FA và Champions League có lẽ là một điều đáng mừng với dàn nhân sự mỏng của The Kop khi họ có thể tập trung vào đấu trường quốc nội. Hàng công mạnh thứ 3 của giải đấu đã có tới 47 lần nổ súng. Salah vẫn đang chứng minh mình là đầu tàu của đội bóng khi đã có 11 lần lập công và 7 đường chuyền thành bàn dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo cho câu lạc bộ chủ quản. Tân binh đắt giá Núñez cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng khi đã có 8 lần điền tên lên bàn tỷ số. Mức chấp mà nhà cái đưa ra trong trận đấu này chính là MC trừ 0,75. Theo anh em 8bóng TV chúng mình, lựa chọn team và thầy trò Pep Guardiola sẽ là quyết định chính xác để đem tiền về với nhân sự và phong độ vượt trội. Đối với mức tài xỉu 3, anh em hãy đi tài trong trận đấu này. Khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công đầy cống hiến. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của 8bóng TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.